áp lực bán mạnh đẩy thị trường giảm sâu nhất gần 20 điểm. Tuy nhiên, thì nỗ lực hồi phục vào cuối phiên chiều là có cơ sở. Mặc dù nhiều cổ phiếu vẫn còn giảm sàn, nhưng tín hiệu tạo đáy ngắn hạn đầu tiên của VN-Index là không thể bỏ qua. Nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn thì đang đến rất gần. Dự kiến từ khoảng từ 1 đến 3 phiên tới, chúng ta hãy có bắt đầu quay trở lại với cả video ngày hôm nay của mình. Xin chào mừng tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của Kiên. Chúng ta lại gặp nhau trong video ngày hôm nay về nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 7 và dự kiến thị trường trong phiên giao dịch ngày mai, ngày 23 tháng 7 năm 2024. Đầu tiên là về điểm số, thì VN-Index đóng cửa phiên giảm 9,84 điểm, tương đương 0,78%. 90 mã tăng trong 362 cổ phiếu giảm. Trong cổ phiếu giảm này thì có rất nhiều các mã cổ phiếu giảm sàn. Và nhìn về mặt số lượng cổ phiếu thì cho chúng ta thấy rằng là số lượng cổ phiếu giảm áp đảo so với cả số lượng cổ phiếu tăng. Thanh khoản thì duy trì ở cái mức rất trung bình với 880 triệu cổ phiếu và có sự hoảng loạn trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhất là vào khoảng đầu thời gian sáng và bắt đầu trong phiên giao dịch buổi chiều. Ở rổ VN30 thì giảm 4,53 điểm, tương đương 0,35%, 12 mã tăng và 18 cổ phiếu giảm. Một số các mã cổ phiếu đóng góp vào cái đà tăng điểm hoặc là giảm điểm của thị trường. Đó là một số các mã cổ phiếu sau. Về giảm điểm, chúng ta có HVN, có GVR, FPT cũng là một nhân tố, và ngoài ra thì DGC và GAT. Bên cạnh đó thì chiều ngược lại, chúng ta có các mã cổ phiếu đỡ thị trường, chủ yếu tập trung đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng như là Techcombank vừa ra kết quả kinh doanh rất tốt, rồi là CTG, Vietcombank, HDBank và Masan là những cổ phiếu đóng góp vào giữ cái điểm số của thị trường chung. Bên cạnh đó thì khối ngoại hôm nay cũng mua dòng đến khoảng 400 tỷ. Mình không nhớ là mua dòng cổ phiếu gì. Đó là về sơ qua về thị trường trong phiên. Tiếp theo thì Kiên có một nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thường là mình sẽ hay gửi vào trong phiên giao dịch trước phiên. Hôm qua thì mình gửi vào lúc tối ngày hôm qua. Về kỹ thuật này, VN-Index đang suy yếu rõ rệt sau khi để mất đường MA20. Giao dịch trong mây Kumo của hệ thống Ichimoku khiến cho phân tích tăng giảm trong ngắn hạn trở nên rất là khó khăn. Giao dịch ở bên dưới với hỗ trợ và kháng cự lần lượt là 1.273 và 1.250. Thị trường chung sẽ chỉ rõ ràng khi mà vượt qua hoặc là xuyên thủng qua hai mốc này, một trong hai mốc này. Ở chiều hướng tích cực thì VN-Index sẽ cần trở lại vượt 1.273 và cần có từ 1 đến 3 phiên tái tích lũy và xác nhận. Chiều ngược lại thì VN-Index xuyên thủng qua 1.250 cùng với cả vốn lớn sẽ xác nhận mẫu hình vai đầu vai. Đây là một mẫu hình mà rất nhiều anh chị nhà đầu tư đã có nhắc tới trong thời gian vừa rồi với cả Kiên. Hôm nay thì thị trường cũng xuyên thủng qua, tuy nhiên là rút chân thì cũng nên thấy rằng là cũng khá tích cực. Và một số các mã cổ phiếu rút chân được trong ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng các mã cổ phiếu đã giảm sâu từ giai đoạn trước, ví dụ như là DG hay là DG. Các mã cổ phiếu này thì cũng không có quá nhiều. Thêm vào đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường tương đối phân hóa, các mã cổ phiếu nào giảm chưa đủ thì tiếp tục giảm, còn các mã cổ phiếu nào mà đã giảm trước thị trường bắt đầu cho thấy rằng là đã về các cái vùng giá tiềm năng thì bắt đầu là nó quay trở lại vào tăng, ví dụ như là DG, ví dụ DG vừa rồi Kiên cũng vừa thống kê. Đó là với nhận định của mình trong ngày hôm nay, và hầu như trong phiên thì mình không có khuyến nghị gì thêm cả cho cái việc là bắt đáy hay là cũng như hồi phục. Mình chỉ có một khuyến nghị vào lúc khoảng 11 giờ, lúc mà mình thấy thị trường nó đang giảm mạnh về 1.240, 45 cho đến 1.250. Đó chính là cập nhật thị trường hiện tại, VN-Index trở lại vùng hỗ trợ 1.245 và 1.250 sẽ không phải là vùng bán tốt nữa. Anh chị nhà đầu tư tránh hoảng loạn và bán ở cái mức giá thấp. Về tới vùng này thì thị trường sẽ rung lắc và nhịp hồi phục kỹ thuật sẽ tới từ 1 cho đến 2 phiên, hướng tới mốc 1.270. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích về tại sao Kiên có cái cập nhật như thế này trong phiên giao dịch ngày hôm nay và cũng có lý do của nó cả. Đầu tiên là chúng ta sẽ bật trên khung ngày đồ thị của VN-Index ở trên đây. Khi mà chúng ta xem ở trên khung ngày thì VN-Index đang trở lại cái vùng hỗ trợ của nó ở khoảng 1.250. Ở vùng này thì chúng ta như các cập nhật trước của Kiên thì vùng này chúng ta sẽ thấy rằng là bao gồm cái đáy của giai đoạn tháng 1, của giai đoạn tháng 7, đầu tháng 7 năm 2023-2024. Và ngoài ra thì nó có một cái cạnh dưới giải Bollinger Band. Thì thông thường các cái cạnh dưới của giải Bollinger Band, nhất nó đang đi ngang như này, nó sẽ làm một cái đà đỡ của cổ phiếu rất tốt. Và thông thường thì các cái phiên giao dịch mà nó đỡ như này, nó đã có rút chân, thì thông thường nó sẽ tạo đáy ở đây ngay lập tức. Và Kiên kỳ vọng rằng một nhịp tới nó sẽ hồi phục lên đâu đó khoảng 1.270 ở quanh vùng này. Còn nếu mà yếu hơn thì ít nhất nó cũng sẽ lên được khoảng 1.267. Trong trường hợp mà tiêu cực mà nó không đúng với kịch bản của Kiên đề ra
thì chúng ta cũng sẽ có một cái hỗ trợ ở quanh vùng giá 1240. Trường hợp mà xuyên thủng qua vùng này thì chắc chắn là anh chị sẽ cần phải có những cái hành động mang tính chất là bán gần như là hết cổ phiếu, hoặc thậm chí rằng hết cổ phiếu luôn, cầm tiền mặt cũng được. Và đương nhiên là trong xu hướng hồi phục thì anh chị sẽ nên bán ở quanh đây, có nghĩa là cái biên hồi phục của chúng ta sẽ ở quanh khoảng 10 điểm, 10 cho đến 12 điểm thôi. Kiên cũng không quá kỳ vọng rằng là lên khoảng tận 1270 đâu. Đó là cái hành động của anh chị nhà đầu tư. Lên thì chúng ta cũng bán, và nhỡ đâu mà xuyên thủng qua thì chúng ta cũng phải bán. Và trong giai đoạn này anh chị đã thường có những cái câu và chính là hold to die. Nhưng thường thì Kiên thấy rằng là chủ yếu là die thôi, chứ không có sống được đâu. Ít các mã cổ phiếu sống lắm. Ví dụ như anh chị có thể để ý qua như kiểu là DG hay là với sell này. Thì nếu như mà chúng ta có lỡ hold các mã cổ phiếu này từ những giai đoạn mà nó hình thành các cái nền giá đỉnh của năm 2022 mà chúng ta hold đến bây giờ thì cũng có thể nói rằng là rất lâu nữa thì cổ tức nó mới mang chúng ta về bờ được. Chứ còn giá cổ phiếu mà muốn tăng thì Kiên nghĩ rằng sẽ phải mất thêm một chu kỳ khoảng 5 đến 10 năm nữa cơ. Nên là với quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng anh chị nhà đầu tư nên có cái hành động là cơ cấu danh mục thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ tốt hơn, ổn định hơn, và cơ hội của chúng ta trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ còn rất nhiều. Điểm qua nhanh về thị trường một chút và cái hành động và đưa ra cái hành động của anh chị nhà đầu tư, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần tiếp theo, đó chính là về nhận định các mã cổ phiếu của các nhóm ngành. Ở đây thì hôm nay thì cũng không có các nhóm ngành nào mà có cái biểu hiện hay là cái hành động nó tích cực quá cả, cho nên mình cứ điểm qua chung mỗi dòng một vài mã cổ phiếu. Đầu tiên là với các mã cổ phiếu đang có những cái tín hiệu dục dịch tạo đáy trong ngày hôm nay, thì tuy nhiên rằng là cũng không có quá nhiều đâu nhá, mình phải nói lại là không có quá nhiều. Đầu tiên là với DG, cổ phiếu này sau khi mà xuyên thủng qua vùng đáy thì nó cũng đã có 4 phiên giảm, 3 phiên giảm, và bây giờ phiên thứ tư sẽ là một phiên hồi phục. Hướng tới nhịp hồi phục nó sẽ lên đâu đó quanh mức giá khoảng 24.5, sau đó thì sẽ lập tức là ăn ngay cái áp lực bán trở lại thôi. Thì thông thường các mã cổ phiếu mà nó đang suy yếu cũng như là một người đang bị ốm, mà những cái ông gầy gò bị ốm ấy thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều so với cả những cái ông như kiểu là FPT này. Nó bị ốm thì nó sẽ khác hẳn so với cả những cái độ này. Đó, ví dụ như FPT nó ốm thì nó chỉ về đâu đó quanh đây thôi, vì bản thân của nó đều là những mã cổ phiếu leader thì nó sẽ rất khó để giảm sâu, nó giảm sâu và giảm sốc. Còn các mã cổ phiếu mà đã suy yếu và chẳng có ăn uống gì từ cái đoạn trước đến giờ thì bây giờ nó giảm, chúng ta thấy rằng là tiền không có, và để đánh lên thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian, mang tính chất là tích lũy nữa. Nên là Kiên đánh giá rằng cái nhịp hồi kỹ thuật này thì anh chị nào mà đã không có cái xu hướng là bắt đáy thì tốt nhất là chúng ta lên kênh bán thì nó sẽ tốt hơn. Còn đừng nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ trục bình ở đây, vì thông thường một cái giai đoạn tạo đáy nó không thể là trong một phiên được, và thậm chí rằng là không thể trong một hai tuần được anh chị nhé. Nó sẽ cần rất nhiều thời gian để vào một cái form tạo đáy trước khi mà nó nghĩ đến cái việc tăng. Tiếp theo thì tiếp tới DG, cổ phiếu này thì cũng đã giảm rất là sâu về tận cái vùng đáy của vùng này tích lũy của giai đoạn tháng 5 2023. Cổ phiếu này hôm nay thì quay trở lại một cái xu hướng tăng, thanh khoản nó cũng có sự đột biến khi mà gấp đôi trung bình MACD thì có thể là hình thành thêm một đáy nữa. Nhưng thông thường thì các cái vùng đáy này thì nó sẽ cần rất nhiều các cây nến như kiểu như DG, như kiểu là cây rút chân như ngày hôm nay. Ví dụ như là một giai đoạn gần nhất là tháng 10 2023 thì chúng ta thấy rằng là khi mà hình thành một vùng đáy nó cũng sẽ mất một tháng, và ngoài ra thì nó sẽ cần rất nhiều các cây rung lắc như kiểu như thế này. Đó, chạm bán mạnh xuống sau đó thì hồi phục lên. Đó, rút chân lên, nó không phải là một cây như này đâu. Nên là anh chị đừng kỳ vọng rằng là cái nhịp mà nó điều chỉnh đầu tiên hay là hồi phục đầu tiên nó sẽ tạo đáy được ngay. Nó sẽ rất nhiều thời gian nữa. Kiên phải nhấn mạnh lại cái lần đó phải hai lần. Một số các mã cổ phiếu tiếp theo vẫn đang trong xuống tăng như kiểu là VPI, thì cổ phiếu này chắc chắn là chúng ta khó để tham gia. Nó là một hàng bò cung rất là mạnh. Nha này thì cũng đang nằm cửa đóng cửa dưới đường 20. Về quan điểm mua của mình thì chủ yếu là nếu anh chị nào muốn tham gia thì chúng ta nên tham gia với một cái chiến lược đấy chính là mua T0 thôi. Còn nếu mà mua T+ thì vẫn hơi khó. VRE này thì cổ phiếu này thì cũng đang vào một cái form tạo đáy, nhưng mà để có tạo đáy thành công thì Kiên nghĩ rằng là vẫn sẽ cần mất thời gian thêm nữa. Nó cứ giật dẹo ở đây và có thể là sẽ còn thêm một nhịp rũ nữa trước khi mà tăng. Đương nhiên là cái biên của nó trong giai đoạn hiện tại nó sẽ hướng tới ngay vùng giá 21.8 khi mà đang giao dịch ở cái vùng cạnh giới Bollinger Band. Nếu mà tăng thì nó sẽ có một cái biên tăng lên đó. L14 này, hôm nay thì mã cổ phiếu này thì cũng tương tự, sau khi mà xuyên thủng qua đáy nó sẽ có một cái biên hồi phục ngắn hạn nhất, nó sẽ về cái vùng đứt gãy của nó là 33.6. Còn nếu mà xác nhận đây là vùng đáy nó sẽ đi theo một cái biên đến giá 36 thôi. Đó là với cổ phiếu của bất động sản. VHM và VIX thì đang có 2 phân kỳ dương, và ACD đang là những cái dạng trạc tương đối tích cực.
Tuy nhiên rằng để xác nhận được cái phân kỳ dương này thì chúng ta sẽ cần phải chờ MACD cắt hẳn lên không đã, vì các mã cổ phiếu này thì đều đang ở dưới mây, nên là nếu mà như mà muốn vào xu hướng tăng thì chúng ta sẽ cần thêm thời gian, chứ không thì nó sẽ tương tự như các mã cổ phiếu DG như trong giai đoạn này chẳng hạn, đang phân kỳ dương hai đoạn nhưng mà nó vẫn giã theo bình thường. Qua bất động sản thì chúng ta sẽ đến với cả ngân hàng trong ngày hôm nay. Ngân hàng thì có Kiên Long Bank tăng 8%, đây là tăng 6%, nhưng mà cũng không phải là cổ phiếu mà chúng ta có thể là tham gia được khi mà cổ phiếu này thanh khoản nó rất thấp. HD Bank thì HD Bank thì hàng này nó thiên về hàng bó cung nhiều hơn. Về cái xu hướng thì Kiên thấy rằng vẫn đang có xu hướng tăng rất ok. TE Bank thì tăng khoảng 1%, và cổ phiếu này hôm nay thì vốn cũng rất là lớn, đang có cái khả năng vượt qua vùng đỉnh cũ và xác nhận cho việc là vượt qua rồi. Chị nào mà có hàng, còn hàng thì chúng ta vẫn có thể là nắm giữ thêm. Cổ phiếu này thì cho chúng ta vừa cái cổ tức xong và bây giờ cũng cho chúng ta lại nguyên cái giá mà ăn cơ chia cổ tức, rất là ok. Techcombank thì đang đóng cửa trên đường MA20 phiên thứ tư rồi, đang rất ok. CTG cũng tương tự như thế, nó đã vượt qua một cái trend giảm giá cũng như là mẫu hình phân kỳ dương của MACD và mẫu hình cái nêm hướng xuống. Mới cho nên là với CTG này chỉ có hàng thì ta vẫn có thể nắm giữ thêm được. Một số cổ phiếu trong đà giảm ngày hôm nay, ta có LB Bank này thì cũng không giảm quá nhiều. ACB thì đang giao dịch ở vùng đỉnh cũ, cho nên là cái việc giảm giá của nó không đi cùng thanh khoản, chuyện rất bình thường thôi. MSB thì sáng nay thì thấy rằng là vẫn đang trong xuống tăng, hôm nay thì vẫn đang trong xuống tăng, sáng nay thì có xanh nhưng mà giữ được cái mức giá tham chiếu này là cũng được, không phải là quá tiêu cực. Với cả MSB xuống tăng ngày đầu ổn định, không phải là tiêu đâu. MBB thì đã vượt qua vùng đỉnh cũ và cổ phiếu này thì đang trong cái form mà tích lũy quay trở lại retest lại. Đây là với MB trong một vài phiên tới, thanh khoản nó càng cạn kiệt thì càng ok, nó quanh quanh ở vùng này. Tiếp theo thì đến với cả một cổ phiếu trong nhóm thép. Cổ phiếu nhóm thép này thì kia hôm trước có mua với cả cổ phiếu SMC ở quanh mức giá 16.4, và hôm nay thì bắt buộc phải bán cắt lỗ khi mà nó ở cái vùng giá là 16.2. Mình chấp nhận là cắt lỗ không phải high line khi mà hàng về nó không đúng cái kỳ vọng của mình, và mình bắt đáy khi nó chạm cái giới dài Bollinger Band cũng như là trùng về cái Fibo 61.8, nhưng mà không ăn thua với cái dòng tiền bán trong này rất mạnh, nên là mình cũng canh bán cổ phiếu này, chấp nhận chịu lỗ và cái khoản đầu tư mạo hiểm nhưng không lỗ quá nhiều là cũng là một cái sự may mắn. VGS thì cổ phiếu này nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ quanh mức giá là 34. Về đây thì anh chị nào muốn lướt T0 thì kiên nghĩ rằng cũng sẽ có một cái cơ hội lướt T0 cho anh chị. HSG thì đang hình thành mô hình hai đỉnh rồi và đã xác nhận thì đúng hơn. Cổ phiếu này thì sẽ coi cái vùng giá 23.8 sẽ là một cái vùng đỉnh mang tính một vùng kháng cự mang tính chất là kháng cự về xu hướng. Trường hợp mà vượt lên HSG nó sẽ quay trở lại xu hướng tăng, còn không thì đây sẽ là còn không thì cái vùng đấy sẽ chịu áp lực bán rất là lớn. Tiếp theo là với Nam Kim này. Nam Kim thì cũng tương tự thôi, cổ phiếu này thì Kiên đánh giá rằng trong một vài phiên tới nó sẽ có sự hồi phục lên đâu đó quanh vùng này, để cho anh chị nào mà chưa bán chúng ta sẽ bán ở quanh 24.3. HPG thì cũng tương tự, hôm nay thì đã xuyên thủng qua và xác nhận cho một mẫu hình vai đầu vai ngược, vai đầu vai thuận. Hôm nay chúng ta sẽ kỳ vọng nhiều hơn cho việc là giảm giá, còn để mua thì chúng ta sẽ rất là khó để đưa ra một cái điểm mua trong giai đoạn hiện tại. Chứng khoán thì hôm nay giảm giá rất nhiều và rất nhiều các mã cổ phiếu lăn ra sàn, và kể cả các mã cổ phiếu khỏe như là cổ phiếu yếu thì đã sàn từ trước rồi. Hôm nay thì các mã cổ phiếu khỏe cũng lăn ra như là VDS, như là CTS, rồi là MBS thì cũng có những mức giảm rất là mạnh. Thì thông thường các mã cổ phiếu này thì chúng ta bắt buộc phải đặt một cái cắt lỗ ở đường 20, ví dụ như VDS chẳng hạn. Khi mà cổ phiếu này xuyên thủng qua đường 20 là chúng ta cần phải có hành động canh bán. MBS cũng tương tự, TVS cũng không khác gì cả. Hôm nay thì cũng đã xuyên thủng qua cái trung tâm, cái đáy trung tâm của mô hình hai đáy, hai đỉnh. VX thì còn giảm từ trước rồi, không có gì để nói thêm. Nhưng VX thì đang về gap. Kênh nghĩ rằng là cái gap này nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ tốt cho VX, và trong thời gian tới chắc có thể là VX nó sẽ bắt đầu mang tính chất là hồi phục nhiều hơn là một cái khả năng giảm điểm, vì đang nằm ngoài giải band rồi. Ngày mai thì rất có thể nó sẽ hình thành một cây doji và bắt đầu vào cái form tạo đáy từ 3 cho đến 5 phiên. FTS mà 2%, nhưng hôm nay thì cũng đã xuyên thủng qua cái vùng hỗ trợ của nó rồi. Các cái nhịp hồi phục nó không đáng kể và tương đối yếu, nên là anh chị nào mà có hàng, các cái nhịp mà tăng lên chúng ta sẽ chỉ coi là một nhịp mà hồi kỹ thuật thôi, và đương nhiên hồi kỹ thuật thì chúng ta cần phải bán nhanh nhất. Mà BG cũng tương tự như vậy, không có gì để chơi cả. SSI thì đang tích cực trong giai đoạn này khi mà nó đã có phiên giao dịch thứ hai tích lũy trên đường 20, nhưng mà cũng rất là mong manh cho cái việc là có xuyên thủng qua không, bởi vì đang rất áp sát. Với quan điểm của Kiên thì anh chị nào mà đang giữ SSI thì chúng ta vẫn có thể giữ thêm được, khi nào mà xuyên thủng qua chúng ta sẽ cần phải bán.
PCI thì cũng tương tự như SSI, HCM và SHS thì đều ok cả trong ngày hôm nay, khi mà giữ được cái sắc xanh thanh khoản thì mặc dù chịu áp lực bán nhưng vẫn giữ được cái sắc xanh tốt là ok. Nhóm phân bón thì không có gì mấy cả, hầu như là giảm giá khá là mạnh, bón hóa chất cả DGC cũng đang vào cái form phân phối rất là tốt, phân phối rất là mạnh thôi, vốn bán rất là lớn, mà ACD thì đang quay xuống không, chưa có gì để chơi cả. DCM, DPM thì cũng tương tự, có thể là DCM sẽ hồi phục trước bởi vì hôm nay đang về cái cạnh dưới dài MACD band và ngoài ra về đáy cái nền trước rồi. Tiếp theo thì thủy sản thì có CMX hôm nay bóng bị ăn sàn này, cổ phiếu này thì mặc dù bán sàn thì thanh khoản không quá lớn và MA20 vẫn đang có xu hướng lên, nên là thông thường thì các mã cổ phiếu như kiểu CMX này thì nó sẽ có một cái nhịp hồi phục lên đâu đó quanh mức giá 10.6, 10.7. VSC thì cũng tương tự thôi, hôm nay thì còn giữ giá được để là còn tốt hơn, nó đang ở trong một cái form mang tính chất là form tích lũy và đương nhiên nó sẽ có một cái hỗ trợ để chúng ta cần phải nhận biết được cái hỗ trợ này. Trong trường hợp mà xuyên thủng qua mức giá 69.6 thì chúng ta cần phải canh bán hết, không nên giữ cổ phiếu nào khi mà đã xuyên thủng qua vùng hỗ trợ mang tính chất là xu hướng. IDI thì cũng tương tự như vậy thôi, đang có một hỗ trợ mạnh, thì trường hợp mà xuyên thủng qua chúng ta phải canh bán. ANV thì nhịp trước thì chúng ta đã bán với nhau rất nhiều ở giai đoạn 36 rồi, khi mà nó không đạt được kỳ vọng break. Cổ phiếu này thì Kiên vẫn sẽ tiếp tục theo dõi nó bởi vì là mẫu hình của nó đang là một mẫu hình VCP đẹp. Có thể là trong thời gian tới nếu mà ok thì Kiên sẽ quay trở lại mua sau nếu mà có điểm và không bị bán quá mạnh. Ok, như vậy là đã đi hết bản tin giao dịch ngày hôm nay. Hy vọng rằng là bản tin sẽ mang lại một số các thông tin hữu ích cho anh chị nhà đầu tư. Nếu mà anh chị đang cần phân tích, tư vấn thì mọi người có thể là gửi chụp cái phần bình luận, chụp cái phần khuyến nghị cho kia lên thì mình sẽ hỗ trợ mọi người tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Quên mất là gửi cái phần danh mục của mọi người lên thì Kiên sẽ khuyến nghị cho mọi người tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian tới. Hẹn gặp lại mọi người trong livestream hàng sáng từ thứ 2 đến thứ 6.